Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình làm video về cái chủ đề là trồng hoa Tết, đặc biệt là cái cách trồng bông vạn thọ làm sao mà cho nó trổ hoa đúng Tết nha. Thì như tiêu đề thì sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách khắc phục mà khi bông vạn thọ của mình mà nó trổ sớm, dành cho những bạn mà trồng sớm ha, tức là những cái bạn mà trồng đầu tháng 10 đó. Thì trong kênh của mình có một bạn tên là Dâu Ngọc. Thì bạn này có bình luận trong kênh của mình. Thì bạn này lỡ trồng vào cái ngày là mùng 5 tháng 10 âm lịch. Thì hỏi mình là có cách nào mà để cho bông nó trổ qua nó đúng Tết và nó đẹp hay không. Thì đối với cái bạn gieo mà sớm như vậy thì chỉ có đi ba cơi thôi, thì nó mới trổ qua nó đúng Tết. Và mình sẽ dùng những cái mẹo giặt để mình làm cho cái bông của mình các bạn nó kìm hãm lại. Nhưng mà cái ngày mà để mà mình gieo đúng của nó thì nó sẽ rơi vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Và mình sẽ bấm ngọn cho nó vào cái ngày là 24 tháng 11 âm lịch, hoặc là ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch, và mình để cho nó trổ tự nhiên thì nó sẽ là đúng Tết nha các bạn ha. Và cái khu vực mà mình chia sẻ thì nó nằm ở cái khu vực là miền Nam nha các bạn ha. Cái không khí nó ấm áp ha. Còn ở ngoài miền Bắc thì nó sẽ có những cái ngày khác nha các bạn. Thì đối với cái bạn mà Dâu Ngọc nè, thì bạn gieo vào cái ngày là mùng 5 tháng 10 âm lịch á, thì bắt buộc là bạn phải đi ba cơi nha. Bạn phải bấm ngọn nó là khoảng là 3 lần thì nó mới trổ qua kịp Tết nha các bạn. Thì cái lần thứ nhất á, là khi mà mình gieo á, thì mình đợi nó khoảng đâu là 12 ngày tuổi đó, thì mình sẽ đưa nó ra chậu. Rồi khoảng đâu là nửa tháng sau đó thì anh em phải bấm cho nó một cái cơi một ha. Đó. Và cứ nửa tháng sau tiếp nữa thì mình sẽ bấm cho nó cái cơi 2. Và bạn canh cho khoảng đâu là ngày 24 tháng 11 âm lịch á, thì bạn bấm cho nó cái cơi 3. Sau khi mà mình bấm cái cơi 3 các bạn mà mình vẫn thấy mà nó trổ sớm á các bạn, thì mình sẽ dùng những cái mẹo giặt nha. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ lấy cái phân ure các bạn, cái liều lượng là 2 cái muỗng ăn canh pha với 10 lít nước. Và mình sẽ tưới cho nó nha các bạn ha. Và bạn tưới cho nó vào cái lúc là buổi chiều. Và qua ngày sau á, là bạn phải xả cho nó là 3 lần nước. Có nghĩa là sáng là mình sẽ xả cho nó một lần nè, và trưa mình xả cho nó một lần, và chiều mình xả cho nó một lần. Và cứ 3 ngày như vậy là mình sẽ là mình tưới cho nó ure nó một lần ha, thì nó sẽ là kìm hãm được cái độ phát triển của bông nha các bạn ha. Còn nếu như là bạn có điều kiện nữa thì bạn hãy đưa nó vào trong mát ha, là ngay lập tức là cái bông của mình nó trổ rất là chậm luôn. Và mình sẽ canh nó vào ngay cái dịp Tết ha. Và còn một cách nữa nha các bạn ha, là khi mà cái bông của mình các bạn mà những cái chấm bông mà nó trổ nó rất là hơi to to các bạn, thì bạn cứ lặt bỏ đi, bạn để những cái chấm bông nhỏ thôi nó, thì bạn canh nó đều vừa. Thì thông thường thì mình lặt cái ngày mà cuối cùng mà mình không nên lặt nữa đó là cái ngày là mùng 4 tháng 12 âm lịch ha. Thì khi mà mình để mình lặt những cái chùm bông to to đó, và để tới ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch đó, thì mình sẽ không có lặt nữa, là mình để như vậy là nó sẽ là kịp Tết nha các bạn. Thì đó là một số kinh nghiệm của mình khi mà mình trồng bông vạn thọ ha. Thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình nha. Và bạn Dâu Ngọc thì bạn cũng xem cái video này thật kỹ nha, tại vì bạn trồng nó quá sớm luôn. Tại vì cái ngày mà để mà mình gieo cái hạt giống bông vạn thọ này các bạn, mà mình gieo nó cơ bản mà nó chuẩn cái ngày Tết đó là ngày 25 tháng 10 âm lịch, hoặc là ngày 28 tháng 10 âm lịch ha. Đó. Và mình xin chia sẻ cho các bạn về cái vụ phân mà phân ure nè. Không phải là cái phân ure tưới cho cái cây vạn thọ này nó tốt đâu. Trong cái trường hợp á, mà nó trổ sớm á, thì mình mới kìm hãm nó lại thôi. Tại vì ở trong cái dòng phân ure các bạn, đạm nó rất là cao. Mà tưới không khéo á, là cái bộ rễ của mình á, là nó sẽ bị cháy rễ đó. Tại vì cái cây vạn thọ của mình các bạn cơ bản đó, là nó đã hút được cái dưỡng chất rất là nhiều luôn. Cái bộ rễ của nó rất là nhiều. Mà mình tưới nó đậm quá là nó nguy cơ là nó bứt rễ nha các bạn ha. Ở những cái giai đoạn mà khi mà mình mới ươm trồng á, thì các bạn là nên tưới những cái dòng phân như là DAP nè, hoặc là đạm cá hồi, là phân phân cá các bạn. Thì các bạn có thể là ra ở ngoài những cái tiệm vật tư nông nghiệp á, để các bạn mua ha, là có ha. Chứ bạn không nên là tưới những cái dòng phân như là ure, đạm nó rất là cao luôn. Tuy rằng là bạn tưới cái liều lượng nó mỏng á, nhưng mà nó cũng nguy cơ là nó bị cháy rễ khi mà nó ở cái giai đoạn mà nó tầm khoảng đâu là 12 ngày tuổi ha. Thì đó là cái chia sẻ của mình ha. Còn cái cây vạn thọ này các bạn, nó cũng còn một số bệnh như là lở cổ rễ nè, cũng như là nó bị sâu ghê lắm, bọ trĩ nữa. Thì đối với cái lở cổ rễ thì anh em là không nên
mà bơm gốc cho nó những cái dòng mà thuốc mà dạng nhũ dầu ha, có ký hiệu là EC ha, ví dụ như là xịt co nè, rồi những cái dòng thuốc nóng như là tin spe nè, rồi ridomin nè, nó những cái dòng đó nó rất là nóng luôn, anh em bơm nó rất là nóng. Như vậy thì mình sẽ bơm những cái dòng thuốc nào? Mình ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dòng thuốc ha, đó là Alius ha. Cái dòng thuốc này mình hay chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề như là mình chia sẻ cho các bạn cách trồng bầu bí mướp đó, mình hay chia sẻ cái loại thuốc này lắm. Các bạn áp dụng trên cái bông dạng thọ này là này là vẫn được nha. Nó rất là hay luôn. Khi mà mình ra chậu thì anh em bơm cho nó một lần xịt lở cổ rễ ha, mình bơm gốc cho nó lại là nó sẽ hạn chế được cái bệnh lở cổ rễ ha. Đó là thuốc Alius. Còn đối với mà những bạn mà dạng như là trồng bông dạng thọ mà bạn muốn nó chỗ mà cho kịp Tết mà khi mà nó chậm chỗ đó, thì anh em có một cách nữa, anh em không có cần phải dùng cái phân bón lá gì đâu. Anh em dùng phân bón lá càng nhiều là càng chết. Chết là như thế nào? Cái bông của mình các bạn đồng ý xài phân bón lá thì nó sẽ phát triển, nó mau phát triển lắm, cho nó kịp Tết luôn, đối với anh em mà trồng trễ ha. Nhưng mà nó rất là mau tàn. Cái cách mà đơn giản nhất các bạn là các bạn đem ra ngoài nắng, các bạn ngưng nước đó lại, sau khoảng đầu là 2 bữa rồi anh em tưới nước đều lại, và đồng thời anh em tưới cái bánh dầu hoặc là đạm cá hồi ha, thì nó sẽ được. Còn nếu như là anh em mà không chơi những cái đó luôn, bây giờ chơi cách khác, anh em xách cái bóng đèn ra, khi mà nó đã chỗ những cái chấm bông ha, cái chấm bông mà nó to nha, chứ nó không có làm nụ nha anh em, mà khi mà nó làm nụ mà anh em đem đèn ra là nó sẽ bị chai luôn. Còn nếu như là nó đã ra những cái bông nhỏ nhỏ rồi mà bây giờ anh em muốn cho nó chỗ nhanh hơn, anh em cứ xách bóng đèn ra, nó trổ cực kỳ lẹ luôn, còn nhanh hơn cái phân bón lá nữa. Thì đó là cái chia sẻ của mình ha. Thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha, để khi mà mình ra video thì các bạn cũng có thể là theo dõi được ha. Và những cái chia sẻ của mình là áp dụng cho cái khu vực là miền Nam nha các bạn ha. Còn cái miền Bắc hoặc là miền Trung là mình không có dám khẳng định nha, tại vì cái thời tiết nó khác nhau. Ở đây là mình chia sẻ như thế, nhưng mà các bạn ở ngoài miền Bắc cái không khí nó lạnh á các bạn, thì các bạn áp dụng nhiều lúc nó sẽ không có được, thành ra các bạn quay qua các bạn trách mình. Nó ở đây là mình nói trước luôn, khu vực của mình chia sẻ là khu vực là miền Nam nha. Đó thì các bạn là nên lưu ý ha, và mình có để những cái dòng thông tin ở dưới đường mô tả ha. Video mang tính chất tham khảo và các bạn xem nhiều kênh để rút ra kinh nghiệm cho mình. Thì đó là cái dòng mà lưu ý của mình dành cho các bạn ở ngoài miền Bắc ha. Tại vì mình ở trong Nam các bạn cái thời tiết nó ấm áp nó khác, còn các bạn ở ngoài miền ngoài thì cái không khí nó lạnh, thì các bạn nên xem những cái video mà nó phù hợp cho mình ha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình nha. Xin được mến chào.